cái ông kêu dạ em chưa mai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nửa ông đầu của mày. Chị mạnh mẽ quá à. Và bà này bà làm thiệt sao trời? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bà hỏi không? Mua nhiều. Khai chị đi mua bao nhiêu? Cái ổng đâu, ổng giấu ổng đâu có mua bao nhiêu đâu, ổng kêu anh tự bó. Wow. Nhìn cái đầm cưới rất là hoành tráng à. Nhìn cặp vợ chồng cũng rất là trẻ trung đúng không thưa quý vị? Chào hai em. Chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thượng và quý vị khán giả. Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chắc địa, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ em tên là Lệ Chi. Em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và vợ, bà xã em là chung học chung trường. Thì lúc đó em quê ở Cà Mau. Thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn. Đập vào mắt em là sao? Chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây, thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em tới em thấy ổng đứng chờ mà thấy dáng cao rồi, mặc áo sơ mi xinh, mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ống ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công đó Phương? Em là em chủ động tấn công nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nửa ông đầu của mày. Chị mạnh mẽ quá à. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng hôn sao? Em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách, cái bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời? Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng là cảm giác khó tả lắm. Tim em rung lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế của em á, em kéo cái ghế của em sát vô. Rồi, làm ghế đá đó, làm ghế đá đó. Rồi, anh còn nợ em công viên ghế đá. Ghế đá. Lá đồ chiều mưa. Chắc là hôn má thôi. Không, không được. Rồi, cổ vũ cái bà cân ai. Wow. Rồi, hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ, 6 tháng ạ. À, mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cứ tại vì ở giờ đúng không? Dạ. Đồ của ổng thì ổng để là bình thường. Trước khi mà em cho ổng mặc đồ em á, thì là một tuần ổng giặt đồ một lần. Sau đó thì em tại em mặc đồ như con trai vậy đó. Nên là áo thun rộng thình, quần sọt ngắn như đồ con trai. Nên là sau khi mà ổng thấy là ổng mặc vừa đồ em đó, thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần. Ở dơ. Cứ là ở dơ. Hồi nãy em có nói với chi tiết là ổng lấy đồ ổng mặc á, là lấy đồ em hay lấy đồ của ổng? Ổng mặc hết đồ ổng xong rồi ổng lấy tiếp đồ em ổng mặc. Trời ơi, sao hai vợ chồng đứng như hai anh em vậy ta? Không có lý do gì ổng lấy đồ của vợ mà. Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc, quần vàng cũng mặc.
Mà quần nó có nhiều loại quần, đúng không? Mà quần đùi là... quần bé không? Quần, quần đùi là chú ý. Rồi, còn gì nữa không? Nhây, nhây cực kỳ nhây. Ví dụ nhây, nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng mà không biết cái gì mà em ghét á, là ông càng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết tinh tâm hồn yếu đuối kiểu gì á, lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi. Biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi, bây giờ có em đó. Dạ. Vợ em có thằng xấu gì không em? Bạo lực. Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay Tây Sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ông giặt đồ đi, thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là việc giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình vợ ông xong ra coi. Ông ngồi ông coi luôn 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 vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng mòn đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu trời nổi. Ơi, như vậy vợ chồng son có lỗi quá. Ông coi chắc đăng tiêu cũng khá nhiều luôn. Mà ông cày vậy đó. Ủa, tại sao em lại coi không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò, mẹ chồng nàng dâu. Tại sao em lại chọn coi mẹ vợ chồng son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo còn hẹn hò đó, không có nhà để ở. Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Ở lúc là em đi chơi với vợ em, thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá cho, hình như lúc đó là có 6.000, 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình mua ở đây luôn đi, không qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời ơi, mua được chai nước suối em ơi, nó tốn tiền sang 1.500 đó em. Chuyện này nó vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao, nghĩ sao mua bó bông 30.000, bó bông 30.000 xấu quắc gì cũng mua, biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc gì người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường một cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói xấu rồi thôi bước đi. Vậy tôi bước vô trong sổ rác ngay bên cạnh ổng luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không mua nhiều, khai thiệt đi mua bao nhiêu. Cái ổng đâu, ổng giấu, ổng đâu có mua bao nhiêu đâu, ổng kêu anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Nói thiệt chứ cái đó là em tự bó hay em mua? Dạ em mua. Bà thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cầm cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi vậy ba tiết kiệm để mua đồ ba chọi. Như không à, như không mà không ra được gì. Còn em Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc vậy, gì? Đừng chọc tức em. Đừng hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy mới quá 6 mà. Tháng phải dạ. Không? Dạ. Sao tính chừng nào có con? Dạ, chắc là 2020. À, còn lâu. Dạ, thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình đó. Nhiều khi là tính trời, mình tính đôi bằng trời tính. Nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết 2 tuần sau biết có bầu. Em hạnh phúc. Cảm ơn cho em. Tại vì lúc mà ghét em rồi đó là em biết em thành công rồi. Ghét là có nghĩa là đạt ấn tượng rồi. Thành ra là khi mà em nhắn tin là biết à, ông nội nhiều râu đó chứ không ai cười. Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không. Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn.
tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sững quá trời. Ừ. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau. Hai phe, tại vì hai phe rõ ràng luôn. Sợ con trai nó bị ăn hiếp. Mà nó khờ khạo. Cưng lắm anh ơi. Cái mặt như vậy mà đâu có đến nỗi mà gọi là bé bỏng mong manh dễ vỡ đâu chị. Có ai nhõng nhẽo mẹ không? Trời, nhõng nhẽo mẹ, nhõng nhẽo vợ. Em kể một cái hình ví dụ như một... là thấy một cái hình hài như vậy mà nhõng nhẽo mẹ, tôi không biết là làm sao mẹ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ em là Huy Trần. Dạ năm nay em 37 tuổi. Dạ em làm nghề tattoo, thợ xăm. Tattoo với lại làm bên quay phim nữa. Chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Em tên là Vi Nguyễn, năm nay em 35 tuổi. Dạ em là make up ạ. Bây giờ Huy Trần kể cho anh với chị Vân nghe coi. Lần đầu tiên em gặp Vi Nguyễn là ở đâu? Dạ. Và ấn tượng gì về cô gái này? Và cũng như Vi Nguyễn, em có ấn tượng gì về chàng trai râu như thế này? Nhìn rất là dữ ha. Dạ. Thôi để dạ em xin phép dạ em nói trước. Rồi Vi. Dạ. Có duyên là em làm make up thì em đi quay cho bạn Trịnh Tuấn Vĩ, là bạn của bạn này. Mình làm make up là mình sẽ mời người tới trước, rồi mình gặp mọi ekip là mình phải chào hết tất cả mọi người. Ai cũng gật đầu chào, riêng bạn này mặt bơ, không chào. Mày mặt ống căng mà. Mặt chầm dầm luôn, không nói tiếng nào hết. Ghim chị, em ghim liền, em ghét cái thái độ liền. Lúc đó là anh ấy râu ria có sọp dạ xoàng không? Hồi lúc đó cũng để râu quay nón nhưng mà không có để râu nhiều như vậy. Đó là cái chiêu cô gái của em. Em để đối tượng nào là em sẽ lạnh. Em sẽ không có gọi là áp sát hay là tấn công liên tục. Lạnh tanh luôn vậy đó. Dạ. Thực sự là như vậy nè, em đã ấn tượng với cô này rồi, dạ, đúng không? Cho nên là bắt đầu khi mà thấy đối tượng giống như săn mồi, báo đi săn mồi á. Thấy đối tượng rồi là bắt đầu xài chiêu liền, đúng không? Lạnh bơ lùng. Em liền, bơ em liền. Rồi bây giờ nè, bên này lạnh lùng không chịu nói chuyện với người ta. Còn bên này nhìn lạnh lùng quá thấy ghét, không thèm quan tâm. Vậy sao mà có thể là nói chuyện với nhau? Mục đích của em là muốn cho bạn này ghét em mà. Sao nữa? Cái chiêu tiếp theo của em là gì? Là em sẽ nhờ bạn em kiếm được thông tin bạn này. Em sẽ nhắn tin, tấn công từ từ. Tại vì lúc mà ghét em rồi đó là em biết em thành công rồi. Ghét là có nghĩa là đã ấn tượng rồi. Dạ. Thành ra là khi mà em nhắn tin là biết à, ông nội nhiều râu đó chứ không ai cơ. Nói là ngày hôm nay đi quay về em có mệt không? Có dịp thì cùng anh em ekip đi ăn uống. Và chia sẻ công việc tiếp theo. Quay là tới 12 giờ đêm 1 giờ rồi. Mới đi ăn thì ngồi xếp sao xếp bạn này ngồi bên cạnh em. Bạn bị hỏi một câu trước, em có bồ chưa? Em chưa có bồ thì quen ai cũng vậy, quen bạn anh chó đỡ tội. Trước khi mà em gặp Vi Nguyễn thì em quen bao nhiêu em cô? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Cái này chắc để vợ em trả lời. Một ngày đẹp trời rủ em ra quán cà phê, ngồi nguyên một bàn toàn mấy em hot girl không. Xong quay ra đây bạn gái anh, em muốn đứng hình luôn. Tuyên bố luôn vậy? Dạ, tuyên bố ngang vậy làm em bị sững quá trời. Mà không hề có một cái động thái, không hề có một cái sự thỏa hiệp nào trước đó. Dạ đúng rồi, không nói gì hết trơn á. Nhưng mà cái lúc mà em quen với bạn này á, dạ, em đã có bạn gái chưa? Cỡ ba người. Quen ba người. Dạ. Một lúc là ba người. Dạ. Rồi em chia lịch làm sao? Đó, em lâu quá em quên luôn. Có lần nào bị đụng lịch chưa? Dạ không. Vậy là em quá siêu rồi. Bao giờ gọi lộn tên không? Dạ không, nói chung là em kêu bà xã hết. Gặp ai em cũng kêu bà xã. Hay quá, kinh nghiệm, trời ơi. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới dẹt hết ba cô kia ra? Thì cũng từ bữa đó luôn á anh. Thì em giống là em đang ngồi với cô gái đó uống cà phê. Vợ em mới gọi điện thoại cho em hỏi em đang ở đâu. Thì em nói là em đang ở ngồi quán đó. Nhưng mà em xác định rồi, Vi là chính. Là nghĩa là em tư tưởng trong đầu bà em là chính. Bà chánh đó còn mấy kia bà Thứ thôi. Dạ. Ừ, Thứ Phi. Thì Vi vừa mới xuất hiện là em cũng nói luôn, đây bạn gái em. Em chỉ bạn kia này là em gái. Rồi mấy bạn kia phản ứng sao? Trời ơi chị, ngồi một cách rất là bình thường. Còn lúc đó em còn nhớ là bạn đó còn gọi là chăm sóc chỉnh chu cho bạn này nữa. Kiểu tôi nói mấy ông đàn ông đừng bao giờ có cái chuyện em gái mưa hay chị gái đúng mưa. Rồi đó chị. Chị cái gì? Chị gái mưa có ai? Thúy Nga. Sao hoài vậy? Thúy Nga, em có biết danh này Thúy Nga không? Là dạ. Chị gái mưa của anh Bin. Đừng có nghe lời cô ấy nói. Không hề có ai mưa gái ướt gì chứ. Là cái ngày đó là ngày chính thức là chưa? Chưa. Dạ chưa. Kể từ ngày đó đến bao lâu thì hai em mới chính thức quen nhau? Bữa đó là đám cưới của anh Lý Hải là vợ em làm. Vợ em mới đi chụp hình cưới, cái show đó là đi mấy tới mấy ngày lận. Thì em biết được thông tin đó, biết là sẽ tới có mặt ở tại Sài Gòn vào khoảng 4 giờ sáng. Thì em mới nhắn tin là em đưa đón. Thì trong quá trình em đi, là đang đi giữa chừng em nói em đau bụng quá. Em cần phải đi giải quyết cái vấn đề đau bụng của em. Và em hứa là do đó anh chỉ đi giải quyết thôi, không làm gì em hết. Lý do chính đáng mà anh. Mình cũng phải diễn với chị. Chắc em lấy phòng xong rồi em đi thẳng vô toilet luôn. Ngồi đó em bấm điện thoại cỡ 5 phút em ra.
bữa đó là mấy giờ sáng hay là buổi trưa hay buổi tối hôm sau em mới đưa bạn này về? Dạ chiều chiều. Chiều chiều, chiều, chiều. Mới trả về cho phụ huynh đúng không? Dạ. Chỉ có mời về nhà ở luôn. Hốt chứ mời, bây giờ là phải hốt thôi. Từ hốt ghê quá. Đẹp quá mà, bỏ bao nhiêu công sức để cua mà. Cái này là chị Vân nói đúng rồi đó, đúng nghĩa là hốt luôn á chị. Đúng không? Là kêu em là đi về nhà, ý là đi xuống thăm mẹ của ảnh thôi, chở một hơi về nhà, xong rồi kêu ở nhà, xong rồi kêu của chị á lấy chìa khóa ra ngoài nhà của em hút sạch sẽ đồ mang về luôn. Mà cũng không hỏi ý mẹ đâu nha chị. Khi mà mẹ thấy em hút cái hàng này về là mẹ ok liền không? Chứ chị là chị ok liền đó, chị thấy thì thấy cái mặt dễ thương quá trời quá đất luôn. Thật sự thì mối quan hệ thì em cũng nhiều, nhưng mà thật sự đưa về gia đình thì chỉ có ba người thôi. Mà mẹ ưng là người mẹ ưng người cuối này cùng nhất. Là mẹ ưng cô này dạ. Có trắc trở gì không? Dạ nếu mà lúc yêu thương nhau thì quen, lúc thời gian quen á thì cũng không có biến cố gì, cũng chỉ là cãi vã lặt vặt, nhưng mà chỉ có là ở trong nhà chia phe, tại vì thời gian em ở nhà chồng em lúc chưa cưới á thì cũng khoảng 1-2 tháng hả gốc. Một hai tháng thôi thì cứ mà ba chồng thì bên em, còn mẹ ảnh thì bên ảnh. Mỗi lần mà hai đứa chửi lộn là hai ông bà chửi nhau hai phe. Tại vì hai phe rõ ràng luôn. Ba chồng em rất là thương em luôn. Mỗi lần mà em đi show là ba chồng em dắt xe ra, xách đồ lên, cắm chìa khóa để em chỉ việc leo lên ngồi và đi thôi. Mỗi lần mà chửi lộn là sáng hôm sau là ba ra sẵn cái ghế đá ngồi chờ sẵn em đó. Xong rồi ba kêu là lại đây ba nói nghe nè, nó tính nó như vậy đó, thôi con đừng chấp nó. Còn trong kia là nói là con trai tôi cưng vậy đó, mà nghĩ sao vậy vậy đó là không là chửi lộn nhau. Sợ con trai bị ăn hiếp. Sợ con trai nó bị ăn hiếp. Mà nó khờ khạo. Cưng lắm anh ơi. Cái lúc mà về nhà chị em bị bất ngờ rất là nhiều. Tức là mình nghĩ là cái mặt như vậy mà đâu có đến nỗi mà gọi là bé bỏng mong manh dễ vỡ đâu chị. Về nhà câu đầu tiên em sốc nhất luôn. Em dậy trước em đi xuống cái này nè. Mấy đứa im cậu ngủ. Mẹ hả? Mẹ hả? Mẹ chồng á. Để cậu ngủ mà chị biết ở trên lầu mà ngủ dậy xong á chị. Cái này nè, cậu dậy mấy đứa. Trời ơi vậy hả? Trời ơi vậy luôn, rất là cưng. Có ai nhõng nhẽo mẹ không? Trời ơi nhõng nhẽo mẹ, nhõng nhẽo vợ. Em kể một cái hình. Ví dụ như thấy một cái hình hài như vậy mà nhõng nhẽo mẹ, tôi không biết là làm sao. Mẹ chồng em thì cũng cỡ chị Vân vậy đó. Sao đang đi làm ở ngoài đường, vừa gạt cái chân chống xe vô cái là thấy mẹ ngồi chạy xa vô, đưa chân coi nằm dài xuống luôn, gãi lưng, kêu gãi lưng đi mẹ, gãi đầu đi mẹ vậy đó. Cưng vậy dạ. Đã quá. Không phải một mình mẹ chồng đâu, tất cả các chị trong nhà cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa luôn. Là ảnh là con trai một? Dạ không có đâu, con trai út thôi. Ăn mà ai mà nói lớn tiếng nè, mấy đứa bay không được nói nghe chưa, để cho nó ăn để cậu ăn. Dạ để cậu ăn mấy đứa không được nói. Tức là cậu để râu á, là cậu che đi cái sự mà nhõng nhẽo, cái sự mong manh dễ vỡ của cậu. Dạ, đúng không? Dạ đúng rồi. Em cũng một chàng trai thơ sinh trong lòng của mẹ đó, đúng không? Dạ. Anh trai của em á là cái hình nền đó ở ngoài á. Dạ. Có dữ dằn như em không? Anh trai em là lông chân còn không có luôn. Nói chung là em xăm nhiều tại vì công việc của em thôi. Em để râu nó là hình tượng em thích. Chứ thật sự bên trong em nó che đậy những cái gì nữa anh. Rất là yếu điều. Dạ. Dễ nổi. Nghe nè, hai em quen nhau bao lâu thì cưới? 3 năm hả gốc? 3 năm. Em kêu bằng gấu hả? Dạ kêu gấu đó. Chứ mà ví dụ mà lúc nào mà hai đứa mà kêu tới tên là lớn chuyện lắm rồi đó mới kêu tới tên. Sẵn đây kể luôn tật xấu của cậu đi. Cái giai đoạn mà chưa cưới á là kiểu tụi em ở nhà khoảng 1 tháng mấy 2 tháng là bắt đầu là tụi em ra mở tiệm làm luôn, tới bây giờ là làm chung với nhau. Đúng nghĩa cậu luôn á. Là vợ take care mà. Rồi á hả, nóng tính nè, rồi khó chịu mà hả, xấu ăn xấu ngủ xấu đủ đường luôn. Ví dụ như mà em nấu cơm rồi chẳng hạn đi, mà về vừa nhà cặp cái xe xuống, vợ ơi múc cơm, đếm 1, 2, 3 chú cơm ra đường mua ổ mì quất liền. Cậu nói cậu xỉu quá nổi. Cậu xỉu. Mà giống quyết. Như là em đến mức độ bây giờ. Cậu cũng ăn kịp, đây nè đây cũng vậy. Đói là tuột quyết. Hoa mắt hoa mắt. Mày kia được hiểu luôn em. Xỉu đó. Dạ. Ủa xấu ngủ là sao? Xấu ngủ là kiểu giống như là mình tới giờ công chuyện mà làm là kêu đúng không? Không được tới mà dỗ nhưng mà kêu anh dậy là anh ơi, gấu à, kêu từ từ nha, không được kêu dậy nha. Nếu lỡ mà kêu mạnh thì sao? Ngồi dậy chửi luôn á. Ngồi dậy chửi luôn á. Không hết hồn á. Kiểu hết hồn á. Cậu vỡ tim. Dạ đúng rồi, cậu mong manh lắm.
anh này thì sợ độ cao, chỉ ngủ ở dưới nệm thôi. Sợ độ cao. Dạ, giống như là em là con trai còn chồng em gái vậy đó chị. Báo đen, ông xăm báo đen chi vậy trời. Thì chị biết lúc mà ngủ á là hả anh nằm bên tay tay này, em nằm bên phải. Đang nằm ngủ rồi là đang nửa đêm ngồi dậy giả giữa cái bóp một cái. Vợ đau quá ngồi dậy hỏi sao. Nói không, mớ, ngủ đi. Đợi ba lần em bị tới bây giờ mới nói một lần nữa là cho ông ngủ riêng đó. Chị tưởng tượng là cái nệm em ở đây thì cũng chắc khoảng bằng tới anh quay phim á. Dứt em một đạp văng từ đây ra tới ngoài luôn. Trời ơi, em bị gì? Em đi quay phim á, mà quay phim cổ trang kiểu chiến tranh á. Tối em ngồi em edit clip á, cái em bị nếu bị nhảm trong đầu á, tối em ngủ bị ám ảnh. Cho nên mơ đúng không? Dạ, mới em đạp biết rồi. Nhưng mà chẳng lẽ giờ nói xin lỗi em mất nét. Mất nét quá. Mất nét hết. Mơ ngủ tiếp. Mơ xong rồi đi lượm vợ. Mất nét. Lần cuối cùng là hả, lúc đó em mới sửa mũi. Tối đó dựng một cái đội phim là đánh đấm ghê quá, dứt em một giọng luôn. Giọng một cái đùng một cái vậy đó. Xong cái còn ngồi vậy nói may ghê á, anh đấm tay trái đấm tay phải chết em rồi. Thế bây giờ còn không? Bây giờ không chị, bây giờ có baby nằm bên đó thì hả ngủ là tự chắn một cái gối ôm thiệt là bự, xong rồi chồng thêm hai gối, xong chỉ khoác qua dịnh chúng vợ thôi. Dạ, để em là mấy mấy bé? Dạ em mới một bé thôi. Một bé thôi. Dạ 6 tuổi. 6 tuổi. Ồ, dạ. Cậu có gọn gàng không? Wow, không hề gọn gàng một chút nào luôn. Lúc mà quen nhau là bảnh tỏn như vậy, nhưng mà không phải trong trang phục này ha. Lúc về nhà tao nói quần đồ áo là xốp xa xốp xếp. Em mới nói là bây giờ anh đi ra đường sao cũng được, nhưng mà anh phải đẹp cho em. Tại vì anh đi ra đường anh xấu là người ta không có nói anh, người ta nói em không chăm anh, để cho anh lôi thôi lết thích. Mà chị biết mỗi lần em đi show á, xong nhắn những tin nè, đi cho lâu vô đi, về nhà như cái chuồng heo. Là chị tin lên nhà là hai lầu là từ dưới là móc chị quần áo móc từ dưới móc lên trên lầu móc hết lên trên phòng nhá, giả giống như là mấy ngày trời cái tiệm không? Đồ sida sao là vậy á chị. Xong rồi một lần em tức quá em mới viết ở trong phòng em này nè, đứa nào bày đồ đứa đó làm chó. Em sủa luôn, em sủa khó cãi đó, mất nét luôn, mất nét luôn, công lao gầy dựng. Dạ tạo nét xong cuối cùng vì làm biếng không chịu dọn đồ mà mất nét. Còn một tật xấu còn kinh khủng hơn là nữa gì? Ngủ dậy là không ai được đụng vô hết, ngồi thộn mặt ra luôn á chị. Tức là em thì kiểu như thấy trong nhà anh dậy hả, ăn gì không, anh uống gì không, là quay qua xả cho một trận chửi xối xả luôn chị. Mà khó chịu mà nóng tính mà quát luôn hả? Là quạt luôn á. Lý do là tại vì hồn hay sao? Đúng rồi đó, ngủ dậy không em làm việc nhiều quá em chưa reset được mới ngủ dậy em còn bê hồn bê chưa bê nhập về. Là hồn của cậu nó còn nhức nhây. Dạ đúng rồi, là ngồi yên vậy đó, ngồi thơ thẩn một tiếng nửa tiếng một tiếng, xong rồi lúc đó muốn cái gì tự lại kiếm chứ đừng kiếm ảnh. Hay quá. Bây giờ đẻ ra bạn nhỏ cũng y chang, ngồi ngủ dậy cũng thộm ra vậy đó. Hai cha con ngồi thộm. Giờ em nói là em có hai đứa con, một đứa con hả hai mấy ký, còn đứa con thì trăm mấy ký. Vậy là bạn nhỏ đi học á 7 giờ, vô học là phải gọi từ 5:30. Dạ đúng rồi. Nửa tiếng. Dạ nửa tiếng. Nửa tiếng ngồi thộm đã. Rồi bắt đầu 6 giờ bắt đầu mới. Dạ đúng rồi. Nữa, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó Huy. Dạ. Cậu bật lại đi cậu. Tạo nét cậu. Thật sự thì phụ nữ người ta cũng có một cái tật lớn nhất là nói nhiều. Thì em cứ sợ nhất là đó thôi, nói nhức đầu lắm. Mà nói nhiều mà có lèm bèm không? Đại lúc nào em mệt á, hay là em vui, xen vô. Giống như là không có nói một lần, rồi không có nói liền, cứ gom lại một đống rồi đó. Một ngày đẹp trời, ngồi bơi ra nói hết luôn. Đó, mà đôi khi có những câu chuyện mình không nhớ luôn. Dạ đúng. Có bao giờ gì không? Dạ. Ghê lắm. Nhưng mà hai vợ chồng ai nóng tính hơn? Bạn này nóng tính hơn. Bạn này nóng tính hơn nhưng bạn này dễ nguội hơn. Còn em nóng tính hơn nhưng mà em không dễ nguội. Cái nóng tính cổ bạn cỡ nào? Bạn kỹ tính nữa đúng không? Dạ rất là kỹ luôn. Cái là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà em lại nhìn nó là khuyết điểm. Giống như là khi mà gây lộn với nhau đi thì em cần tranh luận để giải quyết vấn đề, nhưng mà em nói không. Còn này ngồi im mặt kênh em không. Không nói lại. Tức có một. Dạ, mình tức lắm. Lúc đó tại vì anh hiểu em rồi, tức lắm rồi. Dạ đúng rồi, thì em nói quá trời luôn, ngồi mặt kênh em là nhìn. Tại vì tiệm của em á gương rất là nhiều, mỗi lúc mà cãi lộn chị hỏi em câu nào em nhà gương nhiều, em thử nhìn cái mặt em trong gương, mặt em láo lắm luôn á. Em cũng không cãi lại luôn. Bạn này cứ sổ, bây giờ cãi lại chỉ có gào thét lên thôi chứ cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mà lúc bình tĩnh mà nói là cũng kêu là qua chuyện rồi mà sao nói. Có thói quen đập đồ nữa, nhưng mà bỏ luôn rồi. Giờ hết rồi phải không? Có con cái tự nhiên em quy đó ra sửa, ra tả, hết dám đập luôn. Cứ một điện thoại là mấy hộp sữa. Thực ra ông nào cũng tâm lý, ông nào cũng nghĩ vậy nè. Khi mà mình nói là vợ phải trả lời, đừng có im lặng. Ông nào cũng mong muốn điều đó. Dạ. Nhưng mà thực sự nghe, nó trả lời là cứ cơn nóng em lên nữa. Khơi nguồn yêu thương mà để nói tiếp mà. Có nghĩa là bây giờ nói tới cục đường rồi.
Bây giờ phải chờ đối phương nói một câu đặng mà tìm cái nguồn khác đi. Dạ, đúng nói rồi, nữa đúng là rồi. Bắt đầu là nó mở đường nữa. Nãy bởi vậy em mới nói nãy là cái đó là cái ưu điểm của vợ em, nhưng mà do cái tính em nó thành khuyết điểm. Rồi bây giờ em mong muốn Vi Trần thay đổi điều gì? Thật sự thì hai vợ chồng em cũng có đôi khi cũng có xích mích, nhưng mà giải quyết được hết rồi. Không mong muốn thay đổi, đừng kỹ tính quá hay đừng có lèm bèm cậu quá. Cái tánh cậu vậy rồi. Không, giờ em quen luôn cậu... rồi. Khi không lèm bèm thì không nổi. Dạ đúng rồi, giờ quen luôn rồi. Rồi giờ Vi mong muốn cậu thay đổi gì? Em cũng không muốn chồng em thay đổi gì đâu. Nếu mà chồng em không vậy thì em không chọn chồng em. Bản tính của em cũng cá tính, cho nên em phải kiếm được một người nào phải cá tính hơn em mới được. Chứ còn mà ví dụ mà bạn nào mà hiền quá chắc không ở được với em đâu. Còn nếu mà để thay đổi thì công việc của vợ chồng em á, hai đứa em như là mặt trăng với mặt trời vậy á. Để có một bữa cơm ăn chung thì chắc khó lắm. Em chỉ muốn là sắp xếp làm sao để có hai vợ chồng mà có thể mà dành cho nhau nhiều thời gian hơn thôi là được. Kể cả con em cũng vậy, như bình thường á, con nít người ta á, là cuối tuần được đi chơi, còn con của tụi em á, sẽ được đi chơi vào những ngày bình thường. Thực sự á, giống như chị á, chị muốn mà để cho một cái khi mà gia đình á, mà gom lại về thì là chị phải sắp xếp giống như cái lịch của nó là cả năm á. Mình sẽ theo lịch con, bây giờ con em nó mới 6 tuổi, nó chưa đi học. Dạ. Cho nên là mình còn đỡ nha, chứ mai mốt là nó đi học là mình phải theo lịch của nó. Dạ đúng rồi. Bắt chị. Đầu mình sẽ canh cái dịp nghỉ hè, tụi em phải lên kế hoạch đó. Dạ. Nghỉ hè như tụi chị bây giờ cũng vậy, lên kế hoạch hè của nó để mà gác chuyện của chồng, gác chuyện của vợ. Dạ, để đi rồi. Theo nó. Dạ. Thì nó là cái điểm chung, cái điểm kết nối của tụi em đó chứ ai. Bởi vậy lúc mà đám cưới á, là lúc mà biết tin là em có con á, là bạn này nói là bây giờ một là em chọn sự nghiệp, hai là em chọn gia đình. Thì em mới nói là không, em chọn cả hai. Thì bạn này tuyên bố là nếu em chọn cả hai, em phải đảm bảo được cho con, thì em hãy lo tới công việc của em. Em nói sure. Ví dụ bây giờ em đi làm được 10.000, hết 9.000 lo cho con, 1.000 còn lại em vẫn đi làm. Tại vì em không thích ở nhà, em không thích chỉ lo lẫn quẩn trong nhà. Đúng rồi. Với lại bây giờ, thời buổi bây giờ mà nếu mà một người đi làm chắc chắn không bằng hai người đi làm rồi. Ít nhiều gì nó cũng đỡ ở phần nào. Okay. Đó là cái mà hai chồng em cãi lộn nhau nhiều nhất luôn á. Thì nhưng mà bây giờ ổn chưa? Dạ ổn chứ, trẻ lộn biết không phải có điểm chung thôi. Đó thôi, vậy là chúc mừng vợ chồng em. Chúc mừng hai vợ chồng rất cảm nhiều. Cảm ơn cậu với cảm ơn mợ đã đến tham gia với chương trình. Mà lúc vợ em say xỉn, vợ em quậy lắm anh chị. Các bệnh nữ là chăm sóc cho cổ thì bị đấm đá tát rồi đủ kiểu ấy. Đều cả tỉnh chịu không nổi. Sau đó thì em được tiến cử vô chăm sóc cô ấy. Em vô thì cũng chịu chung số phận với bạn cái trước thôi. Cũng bị đấm đá đạp tát đủ kiểu ấy. Dù tới cái nụ hôn này ấy, là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời của em. Nó diễn ra trong 45 phút là trời ơi. Cái này trời đất ơi. À chị có để ý không? À, cô dâu mới nhìn đó là thấy là cô dâu rất là cá tính. Chắc chắn là hứa hẹn một cái câu chuyện rất là nhiều điều thú vị ở đây, đúng không chị? Các em tự giới thiệu đi. Dạ, em tên là Nguyễn Như Khánh. Năm nay 31 tuổi, làm nhân viên quản lý chất lượng. Em tên Nguyễn Thị Sinh, năm nay em 28 tuổi và em làm nhân viên văn phòng. Trong trường hợp nào mà tụi em quen nhau vậy? Ngày xưa thì em làm nhân viên văn phòng nên là cái ngành nghề của em suốt ngày phải mài mông, mài mắt với máy vi tính. Thì một ngày cái em phát hiện ra trang nối.vn. Lúc đó em đang độc thân mà còn ế nữa. Em mới đăng ký tham gia vào trong cái trang nối này, trở thành bà bầu của đội bóng. Và là mấy anh đẹp trai khỏe mạnh thôi, thả hồ mà chọn lựa. Rồi có gặp gỡ được một chàng trai nào như trong mơ? Mấy người cứ bắt em đi đặt thân rồi cược đá mà không có ai để ý đến em hết. Cây đến một ngày không được đẹp trời cho lắm, anh mới tới, anh kêu cho anh tham gia vào đội banh. Ai muốn vô là phải xin em mà. Xong cái em cũng cho. Mà mới đầu nhìn chàng thì có vẻ không có giống như trong chuẩn của em. Anh chị nhìn nè, không được cao lắm, không được đẹp trai. Hả? Mà hơi nhiều nốt ruồi. Lúc đó thì khi mà em nhập đội bóng á, thì em có thấy ấn tượng gì với cái bà bầu này không? Lần đầu tiên em lên sân bóng thì em gặp cô ấy thì với mái tóc là bông xù của nó vàng vàng hoe à. Rồi đôi bàn tay thì nó sơn màu xanh lè xanh lét. Nói chung là em không có ấn tượng gì hết. Không những không ấn tượng mà em còn thấy nó không được thích nữa. Thực ra thì cũng hơi bị mâu thuẫn đúng không? Em không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà rõ ràng là còn nhớ được tóc xù nè, cái móng tay màu gì nè, rồi thì mục ruồi nè. Dường như là hai người đều cảm thấy rằng là gặp nhau là không ưa nhau thôi. Chứ còn ấn tượng thì theo chị là hình như là ấn tượng hơi nhiều đúng không? Rồi bao giờ tụi em chính thức là tụi em thực sự là có một cái cảm giác gì về nhau? Được một thời gian thì bên nối.vn có tổ chức offline. Hôm đó thì
cô ấy là có đọ rượu vang với một cái anh chàng hội trưởng. Thì hai người cái về trình độ tửu lượng rượu thì tệ giống nhau thôi. Người ta là giỏi, người ta đọ nhau, ở đây tệ quá đọ với nhau. Thì hai người uống tới ly thứ bảy, cái vợ em bắt đầu say xỉn, mọi người mới đưa vợ em vô phòng để chăm sóc. Mà lúc vợ em say xỉn, vợ em quậy lắm anh chị. Các bệnh nữ là chăm sóc cho cổ thì bị đấm đá tát rồi đủ kiểu ấy. Bị cả tỉnh, chịu không nổi. Sau đó thì em được tiến cử vô chăm sóc cô ấy. Em vô thì cũng chịu chung số phận với bạn cái trước thôi. Cũng bị đấm đá, đạp, tát đủ kiểu ấy. Em vô lúc đó em thấy bạn ở trong tình trạng nào mà em phải tiếp cận để mà em bị đấm đá? Do là lúc cô ấy xỉn á thì quậy lăn lắc. Nhưng mà dạ lăn qua lăn lại bởi vì dạ không, em hành hạ người khác thôi chứ bản thân em mình giữ. Sau một hồi gồng với cô ấy thì cuối cùng chắc là ra tay nhiều quá rồi, mệt mỏi thì phải, thì cô ấy mới nằm yên. Thì em mới lấy cái gối á, em cuốn người xuống lấy gối để kê đầu cho cô ấy ngủ. Thì bất ngờ cô ấy túm cổ em, kéo đầu em xuống. Hôn em cái chuột. Mà em có biết không? Có một cái lý do cơ bản như vậy nè, không phải là em ham hôn ảnh gì đâu, mà tại vì lúc đó anh cúi xuống cái tiếp cận gần người em, cái thấy có mùi nhãn thơm ngọt ngào. Em bất ngờ bị cưỡng hôn mà em giật mình, em giật ra. Cái cô ấy mới nói tiếp với em, kêu anh ơi em muốn hôn nữa, môi của anh thơm và ngọt ngào quá. Cái em cảm giác là em đang bất ngờ mà vừa bị cưỡng hôn xong, giờ lại có thêm một cái đề nghị rất là khó xử nữa. Bởi vì cô ấy đang xỉn mà. Cô ấy đang xỉn bây giờ, ví dụ em làm cái gì rồi lỡ ai thấy mà em ăn tiếng là người lợi dụng. Em mới ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cô ấy hôn em thì em cũng hơi xao động một xíu. Cuối cùng em quyết định là em đồng ý và hai đứa em hôn tiếp. Chắc mỗi lần đi ăn tiệc chắc tôi xách thêm chùm nhãn lan quá. Em học tập đi. Biết đâu được, đâu phải mình cô ấy thích nhãn đâu mà rất nhiều người thích nhãn thì sao. Nhưng mà đêm hôm đó về em cũng xao xuyến lắm. Sáng hôm sau gặp cô ấy em cười rất là tươi. Gặp cô ấy đi qua cười, cô ấy đi ngang qua luôn, nó lơ luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ủa nó nghe là sao kỳ vậy? Là tại vì em quê quá. Không lẽ bây giờ nói anh ơi hôm qua hung đã quá, đâu có được đúng không em? Dạ. Phải coi coi làm sao chứ. Em rất là thắc mắc. Cái tới buổi chiều lúc mà đi về á, thì em mới quyết định là em phải hỏi cho rõ ràng cái câu chuyện này. Em mới nhắn tin cho cô ấy là em có nhớ gì ngày hôm qua hay không. Nhắn tin xong chờ hoài không thấy trả lời. Rồi em nghĩ thầm trong bụng kiểu này là rượu làm rồi. Rượu làm mà thực ra là cố tình để mà ăn nhãn thôi. Chứ còn bờ môi của mình chả là cái gì á. Chết đúng không? Rồi cuối cùng cô có trả lời không? Cuối cùng thì tới cũng khuya hôm đó thì em nhận được tin nhắn của cô. Dạ. Anh nhắn sao? Em thì lúc đầu là em quê lắm. Em kêu là bây giờ mà con gái tự nhiên túm cổ con người ta xuống hôn, rồi còn xin anh ơi cho em hôn thêm nữa. Quê. Xong cái em nghĩ hay thôi đừng trả lời gì cả, coi như là mình không nhớ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy hôn cũng dễ thương, cũng ngọt ngào. Tới nửa đêm em mới nhắn tin là anh ơi em không nhớ. Là chuyện gì xảy ra mà sáng hôm sau anh có ý định sơn lại cái phòng để đón em trai anh vô cùng ở. Em mới tốt bụng, em nói vậy để em giúp anh sơn phòng. Khi anh cũng đồng ý. Đi làm về thì anh qua rước em, xong rồi hai người tới nhà anh sơn. Sơn thì em sơn ngang, anh sơn dọc, sơn tới, sơn lui. Mà em vừa sơn, em vừa đợi coi thử chàng có nói chút gì về cái nụ hôn ngày hôm đó không, rồi có đã động gì đến chuyện hai đứa không, mà không có nói một lời nào. Trời ơi, hôn người ta đã đời rồi chờ qua. Thực ra là hôm đó thì em cũng có ý định là muốn tỏ tình với cô ấy rồi, nhưng mà còn vẫn còn nhát ngại. Bởi vì cũng thời gian tiếp xúc cũng còn ngắn á. Hai đứa cứ sơn qua sơn lại, sơn tới sơn lui. Cái vô tình cái hai đứa cái tay đụng nhau. Em giống như bị điện giật vậy. Dạ, quay qua ôm hôn cô ấy luôn. Tức là cái này gọi là tình yêu không nói nhiều mà chỉ có làm nhiều thôi. Cái nụ hôn này á là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời của em. Nó diễn ra trong 45 phút là... Trời ơi! Trời đất ơi, hôn 45 phút. Tôi đang nghi vấn nha. Hôn 45 phút trong lúc người ta hôn là người ta phải nhắm mắt, người ta tận hưởng cái nụ hôn. Tại sao ông biết là cái nụ hôn ông kéo dài 45 phút? Sắp tới giờ là cổ chở em, em chở cổ về rồi. Thì em cũng mới nhìn đồng hồ là cũng chuẩn bị tư thế là để mà chở cổ về rồi. Sau đó hôn nhau, hôn xong thì nhìn lại đồng hồ thì tính ra là được nhiêu đó. 45 phút.
Họ nói là hai vợ chồng này á, hai lần hôn nhau đều ấn tượng hết. Một lần á là nghe mùi nhãn, còn một lần á là hôn một hiệp đá banh. Vậy có lần nào hôn mà ấn tượng nữa không? Hai vợ chồng em chắc là yêu nhau rồi hôn nhiều. Có một cái nụ hôn nữa cũng ấn tượng dơ. Là sao? Dạ, thì tại ngày hôm đó cái hai vợ chồng lúc đó là yêu nhau rồi. Cái ảnh chở em đi về mà hai vợ chồng cũng khuya rồi nhưng mà cũng chưa muốn chia tay. Anh mới rủ em là về gần phía nhà em á. Xong cái anh mới để em lên trên xe. Anh đứng dưới cái anh hôn em tiếp. Mà khi mà hôn chẳng biết anh nhắm mắt nhắm mũi nào nhập tâm sao. Cái anh hôn cái anh ủ nèm gái. Em té chọn lõn vô cái giữa xe cái tường. Em với cái tường nhà đúng rồi. Lúc đó vẫn hung hả? Dạ không, thì té xuống thì tại vì hôm đó cũng mới mưa xong nữa. Trời nên là ơi. Em cũng hơi lem luốc một tí. Ôi như vậy là coi như là tình yêu của các bạn là gắn liền với những nụ hôn á. Rồi khi mà cuộc sống vợ chồng ở với nhau rồi á thì nó có nhiều những cái điều thú vị giống như lúc yêu nhau không? Dạ thì cưới nhau rồi thì em mới phát hiện ra là em có một anh chồng chí phèo. Chồng chí phèo là sao? Mày là chí phèo đó hả? Dạ, ừ, nhìn à. Vậy chứ mà chí phèo. Vậy là chắc về nhà chắc đòi vợ nấu cháo hành gian không phải không? Dạ chí phèo sao? Sao chí phèo? Cũng không phải, tại vì có một lần hai vợ chồng em cãi nhau vì chuyện gì em cũng nhớ nữa. Cái mà cãi nhau là em dành xách đồ đi. Mà lúc đó cũng khuya rồi chị. Anh kêu thôi nếu mà đi thì để anh đi. À, anh là người ra đi đó. Dạ. Rồi sao nữa? Xong rồi anh bỏ đồ bỏ đạc vào trong túi cái anh đi. Mà tính em thì cũng lì đó. Đi thì em cho đi luôn. Anh đi khoảng một tiếng. Cái em chắc bỗng trong bụng là anh đi rồi. Nhưng mà cứ ra coi thử sao. Anh chị biết không, em vừa qua với tàu hẻm thôi, thấy chồng mình hả lấy cái cặp á kê lên đầu nằm xả lả ra ngoài hẻm ngủ ngon lành vậy. Trời ơi, em không hiểu được luôn, đúng là em có một anh chồng chí phèo luôn. Lúc đó thì em cũng đang rất là bực bội, nhưng mà vợ đòi đi ra ngoài thì giờ khuya quá rồi cũng không được, cái em mới dành đi để coi cổ có níu kéo gì không. Cái em mới quyết định đi ra đầu hẻm ngồi chờ. Bây giờ biết đi đâu giờ, giờ đâu có tiền đâu có giấy tờ gì đâu. Cái ngồi chờ hoài không thấy cổ ra luôn. Cái mệt quá cái nằm chờ que đó ngủ luôn. Lúc đó thì em cũng vừa thương vừa mắc cười nữa. Em kêu kiểu gì mà ngủ dễ dàng như vậy. Xong em thôi kêu thôi mang vô nhà cho ngủ luôn đi cho rồi. Thật ra những gì bạn kể mình không thấy chồng của bạn là anh chí phèo, mà mình thấy chồng của bạn là một người biết hy sinh. Thấy không? Một anh hùng. Má thương vợ không? Sợ vợ đi khuya như vậy. Cứ binh quá đi. Nhưng mà chị thấy nãy giờ tụi em kể những cái chuyện về nhau mà ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì cho đến thời điểm này là có những cái gì mà còn cảm thấy là chưa thỏa mãn về những cái tính tình của nhau không? Dạ có, em phải kể liền luôn. Kể luôn đi. Dạ, thì trước em làm đà bầu đội đá banh. Ảnh vào cũng vì bởi vì ảnh ham đá banh. Nhưng mà cưới nhau xong rồi mà ảnh vẫn cứ ham đá banh. Chồng em á, thứ nhất là đá banh, thứ hai là xem đá banh, thứ ba là coi tin tức đá banh đó. Nên là mọi thứ đối với ảnh á, đá banh rất là nhanh nhẹn. Ví dụ như ảnh buồn ngủ là như vậy, nhưng mà cứ đến giờ đá banh hoặc là đến cái giờ mà có chương trình tin tức đá banh là ảnh bật chơi liền. Nhưng mà ngược lại chị ơi, chuyện trong nhà ngoài ngõ hoặc là những cái chuyện khác là ảnh cứ từ từ thôi, từ từ hẳn làm không sao cả. Thế là em kêu là ước gì mà chồng mình cái gì cũng nhanh nhẹn được như với đối với bác đá banh, em mừng biết mấy. Thực ra thì em vẫn coi lúc mà cưới vợ có con xong thì em coi vợ con em là số 1, số 2 ấy cho chị. Đó. Nhưng mà tại sao vợ em không có cái suy nghĩ đó? Thực ra là nó như thế này nè. Ví dụ như là tới giờ đá banh thì phải dậy xem đá banh, bởi vì cái giờ nó trực tiếp nó không thể thay đổi được. Còn ví dụ làm một công việc khác á thì em có thể làm việc này trước việc kia trước, xong sau đó em vẫn làm việc của vợ em nhờ, ví dụ vậy. Vợ em hay so sánh vậy. Chị hỏi em nè. Dạ. Bây giờ ví dụ giờ đổi lại đi, chồng em không mê đá banh mà giờ mê đi bia ôm chẳng hạn, em tính làm sao? Anh mà mê bia ôm chắc là anh chết với em liền. Cho nên rằng đừng có làm cho anh ấy gọi là bị mất đi cái đam mê đá banh mà chuyển sang cái đam mê khác là nguy hiểm lắm đó nha. Yeah. Đúng không? Yeah. Nhưng mà đúng là dừng lại mức độ mê đá banh thôi, chứ đừng có mê cá độ đá banh là tan nhà nát cửa, đúng không? Thì chị thấy hai cái sở thích của em á, tụi em có thể là phân nửa, share phân nửa đi, bớt bướng lại một chút, với điều kiện là anh thay vì cái chữ số 1 đá banh, số 2 đá banh, số 3 đá banh thì anh làm ơn đi. Ví dụ số 1 là vợ con đi, số 2, số 3 hãy là đá banh, đúng không? Chị nghĩ nếu mà tụi em dung hòa được cái đó thì đây là một cái gia đình cực kỳ hạnh phúc. Tại vì chị thấy rõ ràng khi tụi em nói chuyện với nhau, ánh mắt đầy yêu thương, vẫn còn đầy mùi nhãn. Đó. Nói chung là hai người cười đều toát ra cái mùi nhãn. Xin cảm ơn.
Xin cảm ơn hai vợ chồng. Hai chị em mình ngày hôm nay sẽ cùng gặp gỡ một cặp vợ chồng hết sức là đặc biệt nha. Và đặc biệt như thế nào, mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay đón chào họ. Dễ thương quá. Mời hai em ngồi. Dạ. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Con chào cô ạ, con chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh. Thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh, con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội, vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Dạ vâng ạ. Vâng. Ai nói cũng chung được. Dạ vâng. Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó ạ. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Dạ. Con cũng có từng một chút mọi người biết đến một chút bởi vì là con có trả lời một cái cuộc phỏng vấn tiếng Anh với đất nước Hàn Quốc ạ. Và khi đó thì cũng anh ấy đã mời con đến và sau đó thì hai người quen nhau nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì cả. Vâng, không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có gì ạ. Vâng. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện? Con thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Dạ. Và thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot kiểu mà bỗng chốc kiểu như là sau đêm nổi tiếng luôn sau cái nghe có tiếng tăm đó kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Thì con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ cứ kiểu như là con thì con rất là ngại. Dạ. Mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi gắp cứ gắp để cho ăn kiểu cũng ngại tư mà đâu gặp ấy. Có nghĩa là kiểu thế vô này tư à? Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á và cũng hơi là lạnh lùng. Thành ra là con gặp con cứ nè bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi, cứ ăn hết đi, không sao hết, cứ ăn đi không sao. Ở đây là vui, thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng thế là bạn đấy tới và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Và hoàn toàn chưa có ấn tượng gì luôn ạ. Tức là con thì chưa có ấn tượng với bạn này nhưng mà con thì có ấn tượng với Tiên không? Kiểu một chút xíu đấy, kiểu như là xíu đúng không? Một người rất là thoải mái, kiểu như là người trong rất là tự tin đúng thì không? Mình một mình Tiên như vậy. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao con trình bày coi. Để cho là bạn xem đài người ta sẽ học theo cái cách của con đó, để cách tiếp đổ cổ đó. Cách nào con thì con kiểu như là thật ra cái cách này con được tư vấn đấy. Tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo bây giờ anh bảo chú như này, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến mà con đến thì con cứ kiểu như nhỉ, con đến sắp đến nhà con bảo Thủy Tiên ơi ra đây anh nhiều tí. Đây hôm nay có ít hoa quả. Xong rồi con đi về luôn. Về xong luôn. Thế đưa vào về, đưa vào về. Nhưng mà đưa xong qua, rồi dần dần nói câu nào mấy hôm đầu thì mình phải như vậy. Mấy hôm sau bắt đầu đến bước thứ hai là sau mình cả tức là con đến trong khi Thủy Tiên kiểu chưa trang điểm gì mà chưa gì cả. Thế là đến rủ đi chơi xong lượn vòng xong đi về. Nhưng mà Thủy Tiên anh hỏi nè, cái ngày đầu tiên mà anh qua đó anh đưa cái vỏ trái cây đó. Dạ, em vâng. Dám ăn, con dám ăn không? Có, tại vì con không sợ trong đó có độc hả? Dạ không ạ, tại vì sao ạ? Lúc đó thì chúng con chỉ là bạn bè công việc thôi ạ. Hoàn toàn chưa có gì. Anh ấy rất là kỳ lạ bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này. Rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không như nói vậy. Một tiếng nào dạ.
Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn được một lần nào nữa. Giống như cô giáo dạy tới lớp 3 là cô giáo chết. Cô giáo chết rồi, nghĩa là tại vì cưa dính rồi đó, bây giờ đâu cần mua nữa, dạ. Đúng không? Rồi vậy là sao? Rồi đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Và kể cả có đến mà đưa đi chơi ạ, thì cũng con cũng không có trang điểm gì hết. Tại vì bạn bè thôi, chỉ nghĩ là đi vòng vòng để nói về công việc thôi. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Thế là con cũng thấy người ta có cái ý với mình mà mình không nói gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là: "Này anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đấy em thấy anh nào mà đẹp trai Nam Vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha." Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng: "Này em ơi, không có được nha. Không, như vậy là không có được." Nhưng mà con hỏi: "Thế tại sao?" Thì anh ấy chỉ nói là: Như vậy là không được. Vẫn nhất quyết là không tỏ tình, hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Mà sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được là... mà không nói lý do? Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng thì tầm hơn một tháng thôi. Dạ. Hơn một tháng thôi, nó nói lâu quá. Mình cứ tưởng là năm mấy. Ai dè là coi như là chỉ mất tốn tiền hoa quả là một tháng trời. Tháng thôi, như vậy là chính xác là có 30 ngày thôi. Đó. Rồi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đó là bao lâu thì con mới tức là khi tỏ mà, tình với cổ mới khi nói mà, khi biết. Mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là à, dính bẫy rồi đấy. Ôi, bẫy rồi đó. Dính rồi đấy. Thì rồi sau đó là con tiếp tục làm gì? Tức là chờ khi mà Thủy Tiên đi bên đấy về xong ạ. Tức là khi mà con nói là thôi em không được có bạn trai bên đấy, chắc là Thủy Tiên cũng biết là à, mình thích rồi, mình chưa nói thôi. Thì chờ Thủy Tiên đi về xong rồi ấy đấy ạ, xong rồi. Mà đi bao lâu? Có Thủy Tiên đi Thái Lan mấy hôm đấy ạ? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Xong rồi về nhà thì anh ấy có lại còn trêu lại là: "Thế đã tìm được anh nào chưa?" Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè. Như vậy đó. Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui. Thôi nhưng mà lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không? Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời, đồng ý luôn ạ. Dạ vâng. Có nghĩa là gần 2 tháng đúng không? Gần 2 tháng. Tháng đúng chính xác là 1 tháng tuần á. Tháng tuần á. Tháng tuần á, đúng không? Là hai đứa là chính thức là cảm mến nhau, yêu nhau. Dạ. Nó nghe nè, con á là một hot girl, đúng chưa? Cũng có chút tiếng tăm. Vậy mà tại sao lại không có bạn trai? Mà tại sao con lại quyết định là chấp nhận ảnh? Thật ra lúc đó thì con chưa có gọi là mình mới thử gọi là làm quen thôi ạ, gọi là mình nhắn tin trò chuyện với nhau nó nhiều hơn, rồi mình cho nhau một cái cơ hội thôi, chứ lúc đó vẫn là chưa yêu đâu ạ. Vâng, lúc đó là cho nhau cơ hội là để mình quan tâm nhau hơn, mình trò chuyện vào mỗi buổi tối, chứ trước đó thì cứ đến tối là anh tới thôi ạ, chứ còn cũng không nói chuyện nhiều ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau vào mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ. Nếu như cô đoán không lầm thì chắc chắn là như vậy đúng không? Dạ vâng ạ. Mà vệ tinh này cũng thuộc loại là vệ tinh bự chứ không phải là tầm thường đúng không? Đúng không? Dạ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thì đầu tiên là thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Đó là lúc đó là còn ấy, nhưng bây giờ nó con bự lắm. Ngày đó con có 48 cân, bây giờ con 60 cân rồi. Nó càng ngày nó càng phát tướng ạ. Thì là cái lúc đó thì anh này tán, nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy, bởi vì anh ấy có cái anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ, ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ, mà người ta cũng là người có điều kiện đấy ạ, nhưng người ta kiểu con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút, ví dụ nhỉ, anh thấy em làm cái này là không có được, em không nên làm cái này, em nghe anh đi, anh là đi trước, anh luôn luôn chỉ cho em những cái tốt nhất, rồi thì em làm này là không được đó, rồi là sẽ có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì
cứ nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng Tiên ơi, nếu mà em làm ra cái trường hợp này nha, thì em sẽ có thể đem đến là cái hậu quả như thế này nha. Cái này thì anh tùy vào cái hành động của em thôi. Nếu mà em có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó, và qua rất nhiều lần, vì con rất là ương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần. Thì sau đó con thấy là trời ơi, anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá. Nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục. Từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ. Anh ấy không áp đặt mình. Dạ. Rồi cô muốn hỏi chút xíu con nha. Dạ. Thì khi mà con gặp Thủy Tiên là trước đó con đã có yêu ai chưa? Trước con yêu rồi ạ. Có yêu rồi. Vâng. Mà lúc mà con gặp Tiên là lúc đó con đang độc thân hay là con vẫn là có đang có tình yêu? À, lúc ấy vừa mới chia tay ạ. Vừa mới chia tay luôn. Rồi, và con quyết định là đeo đuổi cô gái này đúng không? Vâng. Thì con tìm thấy cái điều gì đặc biệt ở Thủy Tiên? Con thì con... Bạn ấy tìm được ở con điều đặc biệt rồi đó. Thì còn con thấy bạn đó đặc biệt điều gì? Con thì con thấy bạn này bạn ấy... Cái đầu tiên là nhìn vào rất là xinh. Đấy, cái hồi đấy. Nhưng mà bây giờ con thấy xinh hơn cơ. Mập lên thì xinh hơn. Xinh mà. Vâng. Thì cái tiếp theo là cái bạn này bạn ấy kiểu thoải mái. Kiểu như là mình bảo là bây giờ mình mà lấy một người vợ thì mình phải gọi là mình phải cảm thấy được là người vợ của mình phải là người thoải mái. Kiểu như là người ta bảo là giàu vì vợ, giàu vì bạn sang vì vợ đấy. Thì con thật cảm thấy là khi mà bạn này bạn ấy mà đi cùng mình, bạn ấy mà đồng hành cùng mình thì mình sẽ cảm thấy mình rất là sang lên. Ồ, hay quá. Rồi bây giờ anh muốn chú muốn hỏi Thủy Tiên. Dạ, vâng. Tức là như hồi nãy cô Vân có hỏi con là ở cái tuổi của con mà dạ, với một cái nhan sắc của con thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều vệ tinh có điều kiện để dạ, mà quay quanh con. Dạ, vâng. Vậy thì khi con chấp nhận con quen ảnh, vậy thì khi mà con về nhà ảnh á, dạ, thì con thấy ảnh gia đình ảnh như thế nào, có điều kiện hay không, hay là có được như những cái điều mà như vệ tinh của con mà theo đuổi con á? Dạ vâng ạ. Con thì con cảm mến vì là tâm phục khẩu phục anh ấy. Và con lại có một cái điều mà anh ấy rất tuyệt vời luôn, là anh rất là hiếu thảo. Rất hiếu thảo luôn ạ. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ. Nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến, cảm phục. Bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó. Nghèo khó đi lên ạ. Và trong cái thời điểm mà quen con thì vẫn chưa có cái điều kiện gì cả. Nhưng con thấy được cái ý chí và cái cách mà anh ấy đã rèn luyện lên con đó. Và khi anh ấy, thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ, là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm, trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Đáng có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, anh ấy có nghĩa là nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Đó lại là một cái dạ, là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Vâng. Tại vì thằng con trai của cô á, dạ, nó cũng vậy á. Vâng. Tức là bạn này là tuổi Sửu nè đúng không? Dạ. Con tuổi Sửu, hai đứa đều là tuổi Sửu hết. Vâng, con kém hai tháng. Châu vàng đó. Vâng. Vàng. Thì con có biết là khi mà cái người mẹ mà được nghe những cái điều đó từ con trai của mình hoặc là con gái của mình. Vâng. Con gái thì là bình thường nha, nhưng mà nếu với con trai thì nó hạnh phúc khủng đúng khiếp. Đúng rồi. Mệt cỡ nào mệt chỉ cần nó hỏi thăm là hôm nay mẹ mệt không? Mẹ đi làm mệt không? Dạ. Mẹ ngủ ngon nghe, love you. Ví dụ dạ, vậy là thôi đó. Đã gì đó chị không? Bao nhiêu nhọc nhằn là tan biến á. Mà thường thì là lúc đầu là đó. Lúc đầu khi mà con bảo thế với mẹ thì thật ra mẹ cũng hơi ngại. Xong rồi có một lần là như này, con bảo con gọi điện xong con chúc mẹ ngủ ngon, con bảo con yêu mẹ xong. Xong rồi mẹ không nói gì cả. Tức là mẹ bảo ừ thôi thì con đi ngủ đi nhá, đi ngủ sớm đi, hai đứa đi ngủ sớm đi. Xong rồi con lại gọi lại một lần nữa. Tức là tắt rồi và con lại gọi lại một lần nữa, con lại hỏi là mẹ quên mẹ chưa nói yêu con à? Thế là mẹ bắt đầu mẹ yêu con, thế bắt đầu là đi ngủ. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là trăm năm đi,
Thì còn trăm năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Còn hơn là đến lúc nói... đến lúc mẹ không nghe được nữa. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Và ngay cả bản thân anh cũng vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Bởi vì đàn ông nó thật rất là nhiều, đàn ông Việt Nam mình rất là ngại, rất là ngại bày tỏ đó. Anh có thể mua những cái món đồ để mà mẹ anh thích, và anh có nghĩa là anh có thể làm một cái gì đó cho mẹ anh, nhưng mà để nói một cái câu mà mẹ ơi con thương mẹ quá, con yêu mẹ quá như Duyên Hồng thì thật sự rất là khó đó với anh. Mà rất nhiều những người như vậy. Trời ơi, anh ấy còn nói luôn. Còn ôm mẹ hàng ngày rồi thơm mẹ, trời ơi thơm chụt vào má cứ chụt, trời ơi con xem mà thật, con lúc đầu con cũng ngại quá. Thôi để anh chút nữa, để lúc đầu con cũng ngại lắm, nhưng bây giờ con cũng quen. Bây giờ bây giờ trong gia đình ví dụ như là con mới về nhà cái là anh Hạnh chứ, nào ba mẹ con thơm nhau nào, trời ơi đó. Nhưng mà sau khi mà con chứng kiến những cái việc chồng con làm với mẹ như vậy, con có thay đổi cái thái độ của con với mẹ mình không? Có là con bắt đầu có nói là con yêu mẹ, con ôm mẹ không? Thật ra thì mẹ chồng con thì rất tuyệt vời. Không, với mẹ đủ của con á. À với mẹ của con ạ. Ừ. Dạo con gần đây thì có bắt trước rồi ạ. Có bắt đầu là cũng mẹ con rồi, con yêu mẹ rồi, là mẹ cũng yêu con. Mà ngày trước là hai mẹ con là hay là cãi lộn, vì là hai mẹ con là kiểu không khắc khẩu ý ạ. Khắc khẩu và hay cãi lộn lắm ạ. Hoặc là cứ ngồi gần nhau là thấy là kiểu như là rất là yêu thương nhưng không có ấy. Nhưng mà dần dần bây giờ con rất là tôn trọng và nói yêu thương. Thôi con ơi, như vậy là con bị lây chồng con rồi. Lây cái điều quá tốt. Mà lây điều đó là quá tốt. Chú cổ vũ và hy vọng chú cũng bị lây bởi hai vợ chồng con luôn. Chị nói em là em phải như vậy. Em phải như vậy mới được. Nó đã lắm. Khi mà mẹ em nghe em nói, mẹ em sẽ rất đã. Giống như chị mà nghe thằng Phi nó nói như vậy với chị đó. Chị sung sướng lắm. Đó, cảm ơn hai em với những chia sẻ những điều đó. Và không chỉ anh không đâu, mà quý vị khán giả, đặc biệt là quý vị khán giả nam á, những người đàn ông trưởng thành, chúng ta cũng nên có một cái sự gọi là bày tỏ cái tình cảm đúng của rồi. Mình với mẹ của mình và với ba của mình luôn. Rồi thôi bây giờ mình trở lại đi. Lần đầu tiên con gặp mẹ của bạn này thì như thế nào? Dạ, mẹ của anh ấy thì mẹ là một người mẹ rất là tuyệt vời ạ. Con thương và cảm phục bởi vì anh ấy là một người con hiếu thảo này, một người rèn luyện nên con những cái đức tính tốt hơn này, con thấy mình trưởng thành hơn này, và đặc biệt nữa là một người mà vươn lên từ trong nghèo khó. Hai mẹ con anh ấy tần tảo nuôi nhau. Mẹ anh ấy thì là làm công nhân bốc gạch ý ạ. Đó, với số lương rất là ít ỏi, nhưng nuôi anh ăn học đàng hoàng. Và sau đó thì khi mẹ anh nghỉ hưu rồi, đó thì là mẹ anh có đi làm phước, làm phúc đó. Là đi nuôi các bạn nhỏ chất độc màu da cam ấy ạ. Ở trong tại làng hữu nghị Việt Nam ấy ạ. Thì lần đầu tiên con gặp mẹ là khi mà công ty chúng con là tổ chức cái đêm trung thu từ thiện để tới gặp và tặng quà cho các em. Thì khi đó thì ở tại đó thì cũng có rất là nhiều mẹ nuôi, có 12 mẹ trong một cái ngôi làng, và ví dụ như là một mẹ sẽ chăm là 20 cho đến 25 em luôn ạ. Mà trong khi các em thì cũng có những em mà chưa biết gì, hoặc những em là có một chút những cái như là khiếm thính hoặc là khiếm thị hoặc là không thể sinh hoạt được. Dù có nhiều hoàn cảnh. Vâng, nhưng mà khi mà con hỏi rằng là các em ơi, các em thương mẹ nào nhất? Con có hỏi một câu như vậy. Thì các em nói là chúng em thương mẹ Thúy nhất. Wow, thế là lúc đó là con biết là mẹ con rất là nhân hậu, rất là nhân từ và chăm sóc các em là không có dễ lòng không có dễ dàng đâu, nhưng mà mẹ con có thể là dịu dàng để chăm sóc các em mà khiến cho các em thương được thì phải nói là tuyệt vời và số 1 đấy ạ. Ôi ôi, mẹ của Hồng hôm nay nghe này nó mát bởi vậy. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Đáng yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi, trước khi tới cái phần hấp dẫn. Đó là từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Được, chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà giận cãi nhau giận nhau đến đến mức mà gọi là đến mức mà kiểu ấy rồi thì có ạ. Kiểu mà, như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không?
Wow. Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ dữ dội. Trời ơi. Dạ. Đó là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do con kể coi. Con thì con lại không không nhớ lý do. Có nghĩa là cái trận mà bùng nổ lớn nhất đó là lý do nguyên nhân gì? Đó. Lúc đó con cũng không nhớ là làm sao mà chia mà giận dỗi mà định nói chia tay mà gọi là gần như là sắp chia tay rồi đó. Có liên quan đến người thứ ba không? Không. Hay người cũ hay là? Dạ không ạ. Nhưng mà có nghĩa là trong cái quan điểm sống một chút thôi thì là con thì là lúc đó có duy nhất một lần thôi ạ. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Rồi anh đập piu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không có chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, con bị gọi là con trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy vì là một người rất là tình cảm nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn thì là anh ấy không có chịu được là anh ấy bùng nổ luôn á. Thôi như vậy là quá đẹp rồi. Ừ. Nhưng mà cái cuộc cãi nhau đó phải là có nguyên nhân chứ. Nguyên nhân là kiểu, gì? Chúng con cũng không nhớ lắm. Nhưng mà phải nói là tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn là thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc xong mẹ bảo xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ cãi nhau mẹ chồng con buồn, mẹ chồng con bảo Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à, con về đi con. Con về với mẹ đi, con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn đấy ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng dưng là con thương quá. Thế là có nghĩa là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó ạ. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành, bây giờ qua cái phần qua kia đi. Qua tới cái phần hấp nhường dẫn nhất trước đây đi. Nè. Đó, bạn Diên đi, bạn Diên Hạnh ạ. Tại vì nãy giờ tất cả những câu chuyện là rất là hay rồi chị. Bây giờ mình đến cái phần mà nó hay hơn. Đó. Bây giờ nè, cô ấy đẹp quá. Vâng. Dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot TikToker nữa. Vâng. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ trong một năm, đúng không? Một năm 7 tháng ở với nhau. Thì cô có lòi cái tật xấu gì ra? Có tật xấu, có yếu điểm. Hạ Diên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều. Đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quầng hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó. Rồi những cái tật xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu. Cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, bây giờ anh đi làm kinh tế, bây giờ em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sao Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy? Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ thôi. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè cái thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn ấy cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không vâng, một trong không, hai không, thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi. Con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho con. Mỗi lần gì con vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái này nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế ạ. Nghiện đúng không? Ngày nào mà không hút súng mất chiếc là cũng như thế. Cũng trùng chăn. Cũng gọi là con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà hơn con. Ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không?
Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, bà con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ, đó là quay TikTok và hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông, là cậu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ, là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này, mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, dữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con xa dữ lắm, mà cách nào? Con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên. Và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài. Rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn, là phải ngồi cách xa một chút. Và không có, trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con, trời ơi, chăm con lắm. Chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn, thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Nhưng mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không, các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây không là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt. Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn, tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Còn rất trẻ luôn á, cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Và cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.